coi như là cái phẩm thọ ký đã được xong. Hôm nay là triển khai về cái phẩm thứ 7 là cái phẩm Quá Thành Dụ. Quá Thành Dụ là nói cái ví dụ về cái thành được biến hiện ra để mà nghỉ chân trên cái đoạn đường dài. Thành ra lấy cái thành biến hiện ra để nghỉ chân trên cái đoạn đường dài, gọi đó là Quá Thành Dụ. Lấy cái ví dụ đó để mà ví dụ cho cái giáo lý mà Đức Phật dạy cho cái hàng A-la-hán và Bích Chi Phật tu hành mà được chứng quả, được có Niết Bàn, thì cái quả A-la-hán, cái quả Bích Chi Phật đó cùng với cái Niết Bàn của A-la-hán, của Bích Chi Phật, nó chưa phải là cái Niết Bàn cứu kính của đạo Phật, mà giống như là cái chỗ để nghỉ tạm, để dừng chân, để mà tiến tới nữa, để đầy đủ sức khỏe, nghị lực để mà đi tiến tới 1/3 được. Đại để là hai cái quả vị A-la-hán và Bích Chi Phật coi như đi được phân nửa đường, 2/3 đường, còn phải 1/3 đường nữa mới đi tới cái quả vô thượng Bồ Đề. Chỗ đó mới là đạt cái mục đích cứu cánh, một cái ý của Đức Phật hiện ra đời để hướng dẫn cho mọi người đi tới cái chỗ đó. Cái chỗ đó, trong kinh được dùng cái từ gọi là bảo sở, là cái chỗ mà chứa rất là nhiều châu báu. Ai mà tới được chỗ đó thì coi như muốn gì được đấy, không hề thiếu thốn cái gì. Những cái bảo sở là ví cho cái quả vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn Phật. Còn cái Niết Bàn Bồ Đề của Thanh Văn, của Duyên Giác là ví như cái thành được quá hiện để tạm nghỉ vậy. Bắt đầu Phật bảo các thầy tỳ kheo: thỏa quá khứ vô lượng vô biên, bất khả tư nghì, A Tăng Kỳ Kiếp. A Tăng Kỳ Kiếp là cái kiếp không thể dùng con số mà kể, mà đếm được, gọi là A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ Kiếp, số kiếp nhiều lắm, nó vượt ngoài con số lượng của thầy toán. Mà ở đây trong đạo Phật là dùng theo cái chữ bất khả thuyết. Bất khả thuyết vô lượng A Tăng Kỳ. Cái số A Tăng Kỳ kiếp là không thể đếm rồi, mà ở đây con số đó lại là còn không thể dùng ngôn từ văn tự để mà ghi, mà chép, mà nói về cái con số đó. Thế thì chữ bất khả thuyết kia là nó nhiều, quá nhiều. Rồi có những trường hợp khác nữa thì thêm một lần khả thuyết nữa thì nó lại càng lâu hơn, xa hơn nữa. Thí dụ như bất khả thuyết vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, thì đó là chỉ cho con số mà không thể nghĩ bàn, tính đếm, suy lường được. Cái từ đó nó vậy đó. Hồi ấy có Đức Phật hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Nước của Phật tên là Hảo Thành, kiếp tên là Đại Thông. Từ Đức Phật đó diệt độ đến nay rất lâu xa, ví như đất của cõi Tam Thiên Đại Thiên. Giả sử có người đem mài làm mực rồi đi khỏi 1000 cõi nước ở phương Đông, chấm một điểm chừng như hạt bụi. Là đi qua 1000 cõi nữa cũng cứ chấm một điểm, cứ như thế lần lượt chấm cho hết cái nước mực nói trên. đất của tam thiên đại thiên thế giới mà làm mực, mà mài, mà chấm một cách rất là tiết kiệm như thế, chấm bằng hột bụi thôi, mà chấm bay đi 1000 thế giới mới chấm một chấm, mà chấm cho hết cái nước mực đó. Này các tỳ kheo, những cõi nước của người đó đi qua, hoặc có chấm mực hoặc không có chấm mực, đều đem nghiền nát ra làm bụi. Một hột bụi kể là một kiếp. Từ Đức Phật đó, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng đó, việc độ đến nay lâu hơn số đó vô lượng nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp. Ta dùng sức tri kiến Như Lai xem việc lâu xa đó dường như việc ở hiện nay. Đây một cái điểm mà cần phải lưu ý, lưu ý học kỹ cái này đó. Là vì cái lẽ là nhìn mà dùng cái trí tuệ của Phật mà nghĩ ngợi, mà quán sát cái cuộc đời này á, thì Đức Phật không phải nhìn bằng cái con mắt như của mình nhìn. Con mắt của mình nhìn, mình thấy có núi, có sông, có đất liền, có trời trăng mây nước, có cỏ cây hoa lá, đó là mình nhìn bằng con mắt nhục nhãn, tức là con mắt thịt của người thường thì thấy hiện tượng có rõ ràng như vậy. Tất cả những cái núi sông đất liền trời trăng mây nước là có rõ ràng. Do thấy dạng vật, dạng pháp có rõ ràng, do vậy mà nó mới có ra cái khái niệm về không gian và thời gian. Chỗ này là cái chỗ học kỹ để mà nhớ đó. Do gì nhìn bằng nhục nhãn thấy hiện tượng sự vật có thật, thì dựa trên hiện tượng sự vật này mà nó có ra cái khái niệm không gian và thời gian. Ví dụ như cái hoa này, cái bình hoa này gọi là hoa đồng tiền đi, gọi là một sắc chất, hay cũng gọi là vật chất, hay cũng gọi là vật sắc. Nó có thật, đặt cho nó cái tên là hoa đồng tiền. Vài cái lá này gọi là lá thiên tuế, vài cái lá này gọi là lá măng tây. Thế thì nhìn bằng con mắt của phàm phu thì thấy nhiều thứ, hoa lại có đồng tiền mà có hoa vàng, hoa đỏ khác nhau, có lá thiên tuế, có lá măng tây, 4-5 thứ vật chất hội tụ lại thành một bình hoa mình cho là hoa đẹp. Thế thì là vấn đề mà dựa vào bình hoa đẹp này, rồi đây từ đây tới chiều hoặc tới mai, cái bình hoa này nó sẽ không còn tươi đẹp như vậy nữa. Thế thì là ngày mai mà nhìn lại cái hoa nó không còn tươi đẹp như vậy nữa, biết rằng cái hoa này đã mua hôm qua, chưng ngày hôm qua, cho nên cho tới ngày nay thì nó mới héo như vậy. Và nếu mà dùng cái trí mà tư duy mà quán chiếu một chút thì ngày mai nó héo, chứ ngày mốt ngày bữa kia nó thành ra rác, rồi thành ra phân, rồi nó úa, nó chảy nước hôi ra, rồi cuối cùng nó thành phân rác. Thế thì đánh giá mà hồi ức lại cái ngày hôm qua là tại vì nhìn thấy cái hoa hiện giờ nó héo là biết mua ngày hôm qua hoặc ngày hôm kia. Chẳng hạn như cái hoa này để thật sự bây giờ nó còn tươi tới cỡ này đấy, chứ không phải là hôm qua đâu nha, người ta cắt đâu từ hôm kia, cách ngày hôm qua tới bên. Tuy là nó còn đẹp chứ mà nó đẹp, nó có cái vẻ hơi xuống màu sắc, nó không còn cứng như cái lúc mới nữa đâu. Do vậy mà biết cái hoa này là mua từ ngày hôm qua hoặc hôm kia. Thế thì là hôm qua hôm kia nó có cái khái niệm về quá khứ và thời gian đó, mà là dựa trên cái vật chất mà đánh giá mà nhận thức. Đó là nó rõ ràng như vậy. Cũng như bây giờ đây nhìn đây là có những cái vị lớn tuổi mà tóc bạc mà răng đồ nó muốn hết, nó còn cái mà xịu qua xịu lại, và cái da mặt thì nó da mồi tóc xương. Thế thì là cũng dựa vào cái con người vật chất cụ thể đó mà biết rằng là cái ông cụ cái bà cụ này là 75-80. Còn những cái vị mà còn trẻ trung nè, mặt mày láng liếc, nó phinh phính, nó no tròn này nè, nó đầy đặn này nè, biết rằng là 18, 20, 22. Thế thì cũng dựa vào cái vật chất, vật sắc hay là hiện tượng mà nhận thức, thành ra có cái khái niệm nhận thức về thời gian là dựa trên vật chất. Tôi nào cái này phải học cho kỹ mới thấy cái này, chứ còn không là quyển hoặc chết đi. Rồi còn không gian là cái gì cũng phải dựa trên những cái điểm tựa của vật chất mà làm cho người ta có cái ý thức, cái khái niệm về không gian. Thí dụ như đây là cái điểm, lấy cái điểm chùa Vĩnh Nghiêm làm cái mốc là chùa Vĩnh Nghiêm, lấy cái chợ Bến Thành làm mốc để mình nhận thức rằng là chợ Bến Thành ở ngoài đó. Thì đây mà muốn đi tới chợ Bến Thành phải tốn bao nhiêu thời gian bằng xích lô, tốn bao nhiêu thời gian về đi bộ hoặc đi xe hơi khác nhau, nhưng mà dựa vào cái điểm Vĩnh Nghiêm và cái điểm chợ Bến Thành mà làm cho người ta biết rằng là cái khái niệm không gian từ đây ra đó khoảng bao nhiêu cây số. Và nếu đi bộ thì phải mất bao nhiêu, mấy chục phút, đi xe xích lô thì mất mấy phút, đi xe hơi thì mất mấy phút. Thì cũng dựa vào cái điểm có vật chất cụ thể mà làm cho người ta có cái khái niệm nhận thức về khoảng không gian. Và từ cái chợ Bến Thành mà bay ra Hà Nội, đi ra Hà Nội thì cái khoảng thời gian nó lớn hơn. Từ Hà Nội bay thẳng qua bên nước Nga thì càng xa hơn, lớn hơn nữa. Bay qua Mỹ, cách đất nước ta nửa vòng trái đất thì càng xa hơn nữa. Cứ như thế mà suy ra, thế thì là cái hiện tượng mà thời gian và không gian đó là dựa trên hiện tượng vật chất. Còn ở đây mà nói như vậy là nói cái gì? Thời gian lâu xa, bất khả thuyết, vô lượng, vô biên, an tăng kỳ kiếp như vậy. Mà Phật nhớ cái chuyện đó là như chuyện của ngày nay. Có nghĩa là Phật cho biết rằng nếu nhìn bằng Phật nhãn hoặc là tuệ nhãn của Bồ Tát thôi. Tuệ nhãn là Bồ Tát nhìn bằng con mắt trí tuệ, còn nhìn bằng con mắt Phật nhãn là cái này kêu bằng con mắt của nhất thiết chủng trí, nhận thức chân lý một cách trọn vẹn hoàn toàn, thì nhìn thấu tận cùng, quán triệt thật tướng của vạn pháp là vô tưởng. Nghĩa là tất cả đều là duyên sinh như quyển giả tạm, không có gì. Do vậy cho nên nhìn bằng Phật nhãn á, thì cái giác ngộ vô thượng bồ đề đó thấy rằng pháp giới là không gian và thời gian nó không có cái riêng biệt, mà pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất chân. Do vậy cho nên là nói về phàm phu, nhục nhãn, thiên nhãn, thì cái thấy của mình á, nó có lâu, có mau, có dài, có ngắn, có rộng, có hẹp, là tại vì mình dựa trên cái hiện tượng vật chất mà mình cho vật chất là có. Cho nên là mới có ra cái ý thức rằng là cách khoảng thời gian đó là bao lâu, không gian đó là bao dài. Chứ ta thấy vạn pháp duyên sinh như quyển, nghĩa là coi như không có gì, không có vấn đề gì để nói. Thì không gian và thời gian là một thứ. Ngay bây giờ đã có những cái của hàng hà sa số kiếp trước. Ngay một chỗ này 10 phương, không gian của 10 phương đều có ở đây. Nó giống như nước biển vậy đó mà. Thí dụ như dành nước biển, nếu mình đem cái từ cái học vuông tròn gì mình để xuống biển thì nước biển nó có từng cái khối nước vuông tròn, rộng hẹp, lớn nhỏ khác nhau. là tại vì mình có cái hiện tượng vật chất. Ví dụ mình đóng một cái thùng vuông bằng trên cái diện tích bằng trên cái chùa này ra, mình tính xuống biển, rồi mình làm cái tròn, cái vuông, cái tròn, cái méo gì đó, tùy lớn nhỏ đem cứ quăng ụp cho tới dưới đáy biển ha. Thì cái nước biển đó nó thành nó có vuông, có tròn, rồi có méo, có dẹp khác nhau, nó có không gian khác nhau. Nhưng mà nếu mà dỡ hết những cái đó lên thì nước biển nó không có chấm một điểm bằng trên cái đầu cái tâm. Ném một miếng thì cái toàn thể nước biển trong bốn biển đều là một thứ vị đó. Cái vị của nước biển giống như vậy, nó không có gì ngăn cách. Mà còn thấy có ngăn cách từng ô là do nó chảy vô sông, vô hồ, hoặc là cái phương tiện gì đó mà người ta đóng. Thí dụ như người ta muốn làm cái dạng khoan ở ngoài giữa biển đó, là người ta phải đem cái đồ ta bao xung quanh vậy đó chứ, rồi ta bơm nước ra hết để cho nó khô, ta mới đóng, ta mới khoan hết chứ. Thế thì ta chấm bốn bề xung quanh người ta, nó thành ra là nó riêng biệt ra. Thì cái hiện tượng mà không gian thời gian cũng lại có cái vật chất làm cho người ta nhận thức. Cho nên cái để ý cái chỗ đó đó, để ý cái chỗ về khái niệm không gian thời gian, nó không có thật đâu. Dựa trên vật chất mà người ta nhận thức, ta khái niệm về cái nghĩa thời gian và không gian. Thế thì là cái trí tuệ của Như Lai là vậy. Trí tuệ của Như Lai là nhìn vạn pháp thấu triệt, không có cái gì chướng ngại. Mà cái đó đó, tôi nói cái này nó hơi tế nhị nè, chính cái đó là gọi là một đức Phật nào cũng đủ lục thông là vậy đó. Thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Vì vậy cho nên không gian cái thời gian nó không có ngại, ta gọi là thiên nhãn thông. Được thiên nhãn thông là vậy đó, nghĩa là ta thấy pháp giới bây giờ nó thành một rồi, nhất tức nhất thiết, một là tất cả là một. Thế thì là về cái thấy vô ngại, không có ngại, gọi là thông. Thông có nghĩa là không ngại. Rồi nhĩ căn cũng vậy. Nhĩ căn của mình nghe bằng nhục, bằng cái căn mà bằng của cha mẹ sinh ra đó mà, thì nó bị ngại dữ lắm. Nghe cái tiếng nào mà không vừa lòng là nó bực bội hết sức, nó khó chịu hết sức. Nhiều khi có những người trong những cái gia đình mà nó bất ổn đó là do lời nói giữa vợ và chồng, giữa con cái và cha mẹ mà bất ổn về cái tư tưởng mà nó biểu lộ ra cái lời nói. Ra lời nói rồi nghe âm thanh thôi, nghe lời nói thôi mà chịu không nổi. Từ cái chỗ đó mình nó bị ngại đó mà, thành ra nó rầy rà, rồi nó chửi bới đánh mắng, rồi đi tới cái chỗ mất đoàn kết, rồi đi tới cái chỗ vợ chồng thì ly dị, rồi có cái tệ hơn nữa là nghe rồi nó đau đớn chịu không nổi, thậm chí có người tự tử chết. Là tại vì cái lời nói kiểu nào đó mà mình nghe mình thấy rằng là nó bị ngại. Còn như là thiên nhĩ thông á, là nghe cái lời nói đó rồi không có ngại nữa. Cái điều mà tôi là lành, tôi thật là tốt, mà các vị thấy được cái lành cái tốt của tôi mà nói tôi là xấu, đó là chuyện của các vị đánh giá, các vị nói thôi. Còn nếu như tôi mà còn có cái xấu, tôi tự biết tôi xấu mà các vị khen tôi cũng không bao giờ có cái sự vui lòng, không có mừng. Vì là các vị không hiểu biết được cái xấu của tôi, các vị không chê tôi mà các vị khen tôi. Mà nếu như mình thật có cái xấu mà người ta khen mình vừa lòng là cái lỗ tai mình bị ngại rồi đó. Thiên nhĩ không sử dụng được cái thiên nhĩ đó, thiên nhĩ thông đó. Cho nên cái người mà học Phật, người ta dùng cái sức trí tuệ, ta tư duy, ta quán chiếu rồi thì cái chuyện ta gọi là thị phi chung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô, trường đoạn gia hữu mà viêm lương xứ. Những cái thị phi, những cái tốt xấu, những cái khen chê đó suốt ngày, ở đâu cũng có hết, lúc nào cũng có hết. Những cái hay, cái vợ cái bậy quấy, cái khen chê đó chỗ nào cũng có, giống như là cái khí hậu nóng và mát, mát và nóng, chỗ nào nó cũng có. Chỉ có cái điều là mình không nghe, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà vẫn nghe. À, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, đó là thiên nhĩ thông. Chứng được cái thiên nhĩ thông gọi là hai cái ở trong lục thông đó, không ngại. Thành ra kinh điển ta là gọi là nhục nhãn ngại phi thông, còn thiên nhãn thì thông mà phi ngại. Chỉ nghe, vận dụng nghe bằng cái thiên nhãn thôi, nó cũng nổi trở ngại, để rồi bực tức, để rồi đấu tranh, để rồi kiện tụng, để rồi ly dị, để rồi là đánh đập, rồi chém giết, để rồi tự tử. Do vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng cái chuyện này là thỉnh thoảng để tôi nhắc, là gọi là chứng lục thông đó. Chúng ta có thể tạo cái điều kiện mà ta có chánh niệm tư duy, từ từ ta có thể thông từng món một được đó, chứ không phải là không được đâu. Ta có thể chứng lục thông được từng món một. Mỗi người đều có thể bồi dưỡng trí tuệ để mình chứng được từng món thông. Thiên nhãn thông là thấy những cái mà về sắc, bất cứ là sắc gì, của loại sắc hữu tình hay loại sắc vô tình. Người thường là bị nó lôi cuốn, nó nhận chìm, nó tác động, rồi nó mê hoặc mình đấy. Nhưng mà cái người tư duy có chánh niệm rồi, ta nhận thức được cái hiện tượng của vạn pháp là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, vân vân, thí dụ vậy. Ta nhận thức được vạn pháp là vô sanh như quyển, cho nên khi ta nhìn cái đẹp này ta vẫn thấy là đẹp. Nhưng mà cái đẹp này ta thấy được cái bản chất của nó, từ nó cái không có qua đồng tiền, ở trong mặt trời, ở trong đám mây, ở trong đất, ở trong nước, để rồi duyên sinh ra có cái qua đồng tiền. Nghĩa là nhìn thấy cái bản chất của nó là hư giả rồi, là không rồi. Rồi từ cái qua đồng tiền mà ta cho là đẹp này, rồi đây nội tới chiều, tới ngày mai, ngày mốt nó sẽ héo, nó tàn, nó sẽ thành ra rác. Từ rác này nó sinh ra cái thứ mà nó úa, nó thúi, nó rửa, nó hôi. Từ đó sinh ra mục, ra làm cái thứ phân sinh khác. Do vậy cho nên là ta nhìn thấy cái sắc này, ta không bị cái sắc đó lôi cuốn. Thế thì là tự tại với cái sắc đẹp. Lấy cái hoa này mà làm một cái vấn đề cụ thể để mình suy ra các cái sắc đẹp, cái vật chất đẹp, quý, sang, tốt khác của người thường, cũng cái cách nhận thức như vậy. Thế thì cái người mà được tự tại như vậy, thay vì là người thường là thấy là ham, là đấm, là đua đòi, là bảo thủ đem về làm của mình, mà đấu tranh, mà vật lộn với nó, có thể tới chết sống, có thể tới rầy rà, cho tới giặc giả, cho tới chiến tranh, cũng vì giành giật cái sở hữu, cái vật chất đó đem về làm sở hữu cho mình. Còn ở đây cái người mà là đạt đạo, ta thấy đẹp cũng có đẹp, nhưng mà ta biết cái chất đó từ không mà có, từ có nó trở thành không. Cho nên là nhìn rồi nhìn thấy vậy mà không có cái ý niệm bị nó lôi cuốn, nó nhận chìm. Thế thì là nhìn mà nhìn được như vậy thì đối với sắc, ta gọi là kiến phi can sắc. Nhìn tất cả những thứ vật chất, những thứ hình sắc mà nó không có tương quan, nó không có lôi cuốn mình được. Thế cái người đó đó ta gọi là thiên nhãn thông. Hoặc là thấy về, nói về con người, nó kỳ lắm. Ở trên thế gian này có người sao là thấy người mình thấy mình cảm tình, có người mình thấy cảm tình về vừa, có người thấy tự nhiên thấy không cảm tình. Cái quái gở là cái chỗ đó đó. À mà cái người mà hiểu đạo rồi á thì người ta hiểu khác. Tất cả mọi người theo cái giáo lý của Phật mà học và tư duy ấy mà là một, tất cả đó chứ. Tất cả giọt nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ. Và mọi người trong người nào cũng có cái tốt, mà người nào cũng có cái xấu. Cho nên nhiều khi nhìn những cái tốt mà mình gọi là cảm tình, rồi mình sẽ đau khổ ân hận. Nó có cái xấu bên trong, nó sẽ hiện ra lúc nào đó mà mình không bao giờ hoàn toàn vừa lòng mình được. Ngược lại người ta cũng không vừa lòng mình được. Do vậy cho nên ta hiểu thấu triệt cái đó rồi thì ta được nhìn mọi sự vật nó là đều. Cái chân lý của nó là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển hết. Do vậy mà kiến sắc phi can sắc, được vô ngại, được tự tại với cái sắc như thế, ta gọi là thiên nhãn thông. Với tất cả những cái âm thanh, những ngôn ngữ mà ta cũng không bị, đáng lẽ người thường bị nhận chìm, bị mê hoặc, ta không bị nhận chìm, không bị mê hoặc, không bị lôi cuốn. Được như vậy, tự tại vô ngại đối với tất cả âm thanh, thế thì ta gọi là thiên nhĩ thông. Thông nghĩa là không bị ngại. Còn nghe cái âm thanh mà bị nó nhận chìm, bị nó lôi cuốn, bị nó mê hoặc là chưa thông, không gọi là thiên thông được. Do vậy cho nên cái chữ thần thông ta định nghĩa là bất tư nghì danh thần, vô ngại tự tại danh thông. Nghĩa là cái người nào mà thông, cái người nào mà được vô ngại tự tại. Mà vô ngại tự tại với những cái việc mà khó vô ngại, khó tự tại. Mà người thường thì bị ngại, người thường thì không tự tại được. Mà cái người này tự tại trước những cái khó tự tại, vô ngại trong những điều kiện vô cùng khó được vô ngại mà mình vô ngại được, vô cùng khó tự tại mà mình tự tại được. Thế thì cái tự tại vô ngại như vậy tôi gọi là tự tại vô ngại bất tư nghì. Thế thì là bất tư nghì cộng với vô ngại tự tại gọi là được thần thông. Thần thông là cái người căng được những cái sức tự tại vô ngại một cách bất tư nghì. Bất tư nghì có nghĩa là người thường không nghĩ tới được và không làm được, không chiến thắng được những cái sự trở ngại đó. Vậy mà cái người này chiến thắng được, không còn bị trở ngại. Mắt đối với sắc, tai đối với âm thanh, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp trần. Mà họ được tự tại vô ngại một cách bất tư nghì. Người thường không có được cái đó, gọi là người đã chứng được lục thông. Cho nên cái đạo Phật là xây dựng một cái cách sống của con người để con người được thần thông. Được thần thông có nghĩa là được tự tại vô ngại, để được tự do, được hạnh phúc, được sung sướng trên cõi đời này. Còn cái vấn đề mà sống chết sanh diệt sanh đó không phải là vấn đề đáng sợ, không phải là vấn đề đáng sợ. Hiện tượng sanh diệt sanh, sanh diệt vô cùng vô tận, cũng như những đợt sóng bọt, sóng mòi bóng bọt trên biển, nó là những cái hữu cùng. Nhưng mà nó sanh diệt sanh trên cái mặt biển của nước biển vô cùng, không có chuyện gì đáng ngại. Cho nên ta học ta thấy cái này rồi đó, để ý ta tư duy cái đạo lý của Phật, càng ngày ta còn đi sâu vào cái giáo lý đó. Cho nên nói cái chuyện mà Phật nhớ chuyện xa xưa như vậy đó không phải là chuyện hoang đường, mà để nói lên rằng là pháp giới thật sự ra nó là bất nhị. Không gian và thời gian nó không có cái lâu và không có cái mau, không có cái xa và cái gần, mà là nhất chân, mà là một, là tất cả là một. Bản thể của nó là chung cùng. Nước biển thể là một, nhưng mà tại vì cho nó chảy vô sông, vô hồ, vô ao, vô rạch, vô khe, vô suối Tại vì múc nó vô trong hồ, trong lu, trong chum, trong ché, trong tách, trong ly. Do vậy mà nước biển nó biến ra thiên hình dạng trạng. Đó là hiện tượng sanh diệt, diệt sanh trong những cái hình thức khác nhau. Nhưng mà nếu mà khi mà hỗn hợp tất cả những cái đó đổ về biển thì bản thể vẫn là bản thể chung cùng, là nước biển, một thứ vị là vị mặn. Vì cái chỗ đó là từ gì mới thấy cái đó. Đức Đại Thông Trí Thắng thọ 540 vạn ức na do tha. Cho nên tôi nhắc tới cái này nè. Cái lúc mà giảng về chứng đạo ca đó, đại chúng những cái câu đó trong đại chúng không có thấy là quan trọng đâu. Chứ còn tôi thì tôi thấy cái đó khác hơn, không phải nghe pháp qua đâu. Đức Phật của ta đó nói cái chuyện mà vô thủy vô chung này nè, cái chuyện Đại Thông Trí Thắng này nói vậy đó. Tôi nói với các vị là dựa vào đây tôi nói đó, chứ còn ở riêng vào phần tôi đó hả, Phật Thích Ca nói như vậy, ông đặt điều á. Các vị không tới là coi ông đặt điều á. Ông nói để cho các vị có cái khái niệm nhận thức cái thời gian nó vậy đó. Chứ ông nói là vấn đề là Phật Tỳ Bà Thi Phật, Câu Na Hàm Lưu Tôn Phật là vấn là ông đặt ra hết. Khúc giữa đó, từ cái thời gian xa đó rồi lâu xa đó, rồi ta mới dùng phương tiện mà ta đặt ra, ta nói cái khoảng giữa đó có là Phật là Ca Diếp, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù vân vân. Chứ kỳ thật là ta đặt ra nói để cho mấy ông dễ hiểu, có từng lớp thứ tự vậy. Chứ Phật là vĩnh viễn, cần gì phải có mấy ông Phật đó, Phật pháp mới tồn tại đâu. Đứng về cái đạo lý mà nghĩa là nhìn bằng tuệ nhãn của Phật đó, mà bằng cái trí tuệ đó của Phật đó, là Phật tồn tại vĩnh cửu trong không gian, trong thời gian. Vì học cái phẩm mà Như Lai thọ lượng, tuổi thọ của Phật, người ta tưởng Phật là chục tuổi chết. Đức Phật nó đâu có phải vậy đâu. Đó là ứng thân Phật làm việc giống như thầy thuốc có mặt ở trong cái bệnh viện nào đó, ở trong cái tỉnh lẻ nào đó, ở trong cái huyện lẻ nào đó. Chứ thầy thuốc thì là đi làm việc khắp nước, thậm chí đi khắp cả thế giới vì lợi ích cho nhân loại mà. Nên đó là cái ứng thân Phật thì thấy nó có sanh có diệt, cái điều đó không có chuyện gì quan trọng. Còn cái pháp thân Phật thì vĩnh cửu tồn tại. Cho nên những cái mà tôi nói với đại chúng là nói như vậy đó. Tôi có nói nhiều lần rồi đó. Người ta hỏi như vậy, có những cái lúc tôi phải như vậy, tôi phải trả lời như vậy. Đó là chiều theo cái ý của người ta, để mà từ từ mình hướng dẫn, mình thêm từng chút, chứ nói một lần không có được. Cho nên Như Lai Thế Tôn suốt 49 năm là dạy kinh điển đều khác hết đó chứ. Nhưng mà tới cái thời Pháp Hoa này là coi như là những cái kinh điển mà trước cái thời Pháp Hoa này coi như không phải là tư tưởng Đại Thừa đều bị quở rầy hết. Bây giờ nói tới bác Đức Đại Thông Trí Thắng, lúc ngồi đạo tràng phá xong ma quân, sắp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà pháp Phật chẳng hiện ra. Tiếp tục Ngài ngồi kiết già thân tâm bất động trải 1 tiểu kiếp, rồi 10 tiểu kiếp mà Phật pháp cũng vẫn chẳng hiện ra. Đại để là 1 tiểu kiếp là nói để mình có cái khái niệm đó là khoảng là 1.600.000 năm, hơn kém tí xíu số lẻ nào đó. Mà đây từ tiểu kiếp rồi 10 tiểu kiếp mà Phật pháp không hiện ra. Phật pháp không hiện ra có nghĩa là cái đạo Bồ Đề, cái trí tuệ vô thượng Bồ Đề không hiện ra. Mà cái nguyên nhân là tại sao nó không hiện ra là tại vì ngồi thiền. Mà thiền định mà không có trí tuệ, thiền định mà không có trí tuệ, trí tuệ chưa phát sanh hoặc không có phát sanh, hoặc là chưa phát sanh thì chưa gọi là thành Phật được. Thì học cái đoạn này để ý đó. Cho nên cái trí tuệ rất là cần. Tu Phật bất cứ là chức tước gì, địa vị gì, danh vọng cỡ nào, sự nghiệp ra sao, mà về cái trí tuệ mà nhận thức chân lý chưa sáng, chưa thông, thì coi như còn lâu, phải tu lâu lắm nữa mới có kết quả. Vấn đề ở cái chỗ là phải nhận thức cho được chân lý, nghĩa là trí tuệ phải phát sanh. Còn bằng không thì cỡ Đại Thông Trí Thắng tu lâu cỡ vậy đó mà Phật pháp không hiện ra, nghĩa là không thành Phật được, vì lẽ không có trí tuệ. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà hết sức quan trọng đó. Xuất gia cũng như tại gia, tự kiểm điểm mình coi cái lúc mà mình đi quy y, mình đi thọ giới, mình đi tu hành, trong cái quá trình tu tập, trong cái tiến trình đó, mình có cái nhận thức của mình nó có phát triển không? Đối với chánh pháp mình có phát huy được, có mở được cái cánh cửa nào ở trong một cái tòa lâu đài nguy nga vô thượng này không? Nếu như mình không mở được cánh cửa nào hết thì đối với cái tòa lâu đài đó lẽ ra mình có quyền hưởng đó, nhưng mà mình không có chìa khóa, cho nên không vô được vào trong, cứ đi vòng vòng hoài ở cái tòa lâu đài. Mà dâu người ta nói rằng người ta cho phép mình có quyền hưởng trọn những cái gì tiện nghi trong đó, nhưng mà nếu mình không có chìa khóa, mình vô không được, thì cứ đi hoài ngoài cái tòa đó thôi. Cho nên vấn đề trí tuệ là phải đặt hàng đầu. Và sự thật điều đó không có cái gì mà gọi là nói quá lời. Trí tuệ phải hàng đầu. Anh tu kiểu gì tôi không cần biết, mà nếu anh không có trí tuệ là coi như là cái đạo Phật của anh, nghĩa là coi như anh đi vòng quanh cái tòa lầu đài nguy nga vô thượng mà anh không có chìa khóa vậy. Thế thì là đi vòng quanh cái tòa lầu đài nguy nga tráng lệ vô thượng mà mình không có được hưởng gì hết trơn, đi cho mỏi chân vậy, chán rồi, già rồi chết mà không vô được cái nhà đó để hưởng được những cái tiện nghi an lạc sung sướng gì trong đó hết. Cho nên cái phẩm này là để ý về cái chỗ thỏa đó. Các trời đau lợi vì Phật trang trí một cái tòa sư tử dưới cội cây bồ đề, thì Phật Đại Thông Trí Thắng ngồi lên cái tòa đó thì chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các chư thiên tiếp tục rải qua cúng dường các trời tứ thiên vương, đau lợi thiên, dạ ma thiên, vân vân, cũng trỗi nhạc đánh trống mãn 50 tiểu kiếp, đến lúc Phật nhập Niết Bàn. Thế thì là Đại Thông Trí Thắng mà cái ngày thành Phật là cái ngày phải là chư thiên xuất hiện. Bằng không thì ngồi cả hàng chục tiểu kiếp rồi tới hàng chục tiểu kiếp nữa mà Phật pháp không hiện ra. Mà Đại Thông Trí Thắng thành Phật là cái ngày chư xuất hiện, có nghĩa là trí tuệ của các vị, những cái tâm sở thiện của các vị ở trong con người của các vị nó phải phát triển, nó phải hoạt động, thì các vị mới có thể có điều kiện thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn các vị còn mà ngồi mà nghĩa là từ chục tiểu kiếp này qua chục tiểu kiếp khác đó, thân tâm bất động đó, giống như cái xác chết mà chưa chôn, giống như cái tượng gỗ, cái tượng đồng, cái tượng đá, không có công dụng gì mà để thành Phật được hết. Cho tới cái lúc mà các trời đây tức là các cái tâm sở của mình đó, là tính, là tàm, là quý, là vô tham, vô sân, vô si, là kinh an, bất phất vật, hành xả và bất hại. Nói chung lại là cái loại 10 cái thứ tâm sở thiện của như thức học, nó phát triển lên, hoạt động. Thì lúc bây giờ ta mới có cơ hội để nhận thức đâu là chánh, đâu là tà, đâu là mê, đâu là giác. Thế thì bây giờ mới Phật Pháp mới hiện ra. Cho nên nói chư thiên chứ kỳ thật là cũng ở trong một con người ta. Con người của chúng ta đi trên đường vô thượng Bồ Đề nó vậy đó. Cái thân này ta muốn đi vô thượng Bồ Đề mà đi bằng kiểu nào? Nếu mà đi bằng cái kiểu mà tu hành mà ngồi tu gọi là cái khô định, như tượng đồng, tượng gỗ, tượng đá, nó không thành tựu đâu. Mà cần phải có sự hoạt động. Từ hoạt động đó mới có khả năng nhận thức chân lý, sống theo chân lý, để rồi gọi đó là thành Phật. Bởi vì Phật là gì? Phật là cái nghĩa tự giác và tha giác được viên mãn. Nếu mà hai cái điều kiện đó anh không có được thì cái gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác là đừng có hòng ai mà cho mà tặng, không có đâu. Cho nên nói chư thiên đây cũng tức là chư thiên ở trong lòng ta. Chư thiên ở trong lòng ta bắt đầu hoạt động đấy. Những cái tâm sở tinh tấn, tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, khinh an, bất phóng vật, hành xá và bất hại, 10 cái món thiện pháp đó mà nó phát, nó hoạt động lên thì nó sẽ diễn biến ra vô lượng công đức lành. Bởi vì theo duy thức học á, thì tất cả những cái việc làm tuy là nó diễn biến ra hình trạng mà trạng thái khác nhau, ngàn sai muôn khác, nhưng mà không ngoài cái 10 cái món tâm sở thiện đó đâu. Thế thì chư thiên hoạt động hỗ trợ, tức là tâm sở của ta phải hoạt động, tâm sở thiện của ta phải hoạt động. Cho nên để ý trong cái lúc mà mình muốn tu. Tôi biết nhiều người Phật tử tại gia muốn tu nhiều lắm, nhưng có cái điều là cái cơ hội mà để học Phật mà nghiên cứu cho kỹ đó là phải nói là khó kiếm. Khó kiếm thầy, khó kiếm thiện hữu tri thức. Cho nên là nhiều người muốn tu mà tu không thành công được. Kể cả thỉnh thoảng là tìm gặp được một ông thầy của mình mà ông thầy đó cũng nghiên cứu cái đạo Phật mà chưa tới nơi tới chốn thì đúng là dẫn mình đi sai như thường. Cho nên tôi nói ví dụ như giờ cái ngồi thiền mà ngồi cái kiểu mà tập ngồi, cái thiền định ở trong đạo Phật nó không phải chỉ tập ngồi. Nhưng mà đa số bây giờ những cái thiền sư đó, người ta tập ngồi để người ta lấy cái ngồi hơn những người đệ tử mình. Những người đệ tử mình không ngồi được 3 tiếng mà mình ngồi được, thế là nó phục mình lăn chiên rồi. Mình lấy cái đó để mình đè đầu, mình trấn cổ nó bằng cái ngồi. Thành ra cứ bắt đệ tử phải ngồi con, ngồi. Phải ngồi thiền là phải ngồi. Trời ơi, mà cái thứ 40-50 tuổi rồi, xương nó cứng rồi mà bắt tréo lên là tréo kiểu như vậy đó, nó chịu đâu có nổi, đau quá là thua. Mà ngồi không được là có nghĩa là thua thầy vĩnh viễn, phải cúng dường thầy vĩnh viễn tới ngày chết, mà bao giờ hy vọng mình được cái gì bằng thầy, là tại vì mình ngồi không nổi giống như thầy. Chết là cái chỗ đó. Có số nữa gặp ông thầy khác thì ông dạy mình ngồi thiền là phải xuất hồn, đi gặp Quan Âm Bồ Tát, gặp Văn Thù Phổ Hiền ở trên hư không. Trời Phật ơi, cái đó còn đau dữ nữa. Vậy là Như Lai Thế Tôn mà trong lúc mà ngày thành tựu nhất, mà thật sự kinh điển mình học mình có thấy lúc nào Như Lai xài hồn không? Không hề có xài hồn lúc nào nha. Bởi vì hồn và xác đâu có thể tách rời ra được. Cũng như bây giờ đây nè, cái micro này là cái công dụng nó nói ra dân gian này là không thể tách rời điện và những cái phụ kiện để làm ra cái micro. Làm sao mà tách ra được? điện và cái phụ kiện, những cái để mình làm ra cái linh kiện để làm micro nhân như vậy, dương vậy, nó ráp như vậy. Thế thì bây giờ mà bảo rằng là bỏ điện ra bên thì còn gì cái công dụng của cái này nữa chứ. Một phần vật chất mà thật sự kinh điển mình học, mình có thấy lúc nào Như Lai xài hồn không? Không hề có xài hồn lúc nào nha. Bởi vì hồn và xác đâu có thể tách rời ra được. Cũng như bây giờ đây nè, cái micro này là cái công dụng nó nói ra gian gian này là không thể tách rời điện và những cái phụ kiện để làm ra cái micro. Làm sao mà tách ra được? Điện và cái phụ kiện, những cái để mình làm ra cái linh kiện để làm micro nhân như vậy, dương vậy, nó ráp như vậy. Thế thì bây giờ mà bảo rằng là bỏ điện ra bên thì còn gì cái công dụng của cái này nữa chứ. Một phần vật chất, một phần thì điện cũng là một thứ vật chất, nhưng mà để cái vật chất nó khác hơn, nhưng mà nó phải hợp vô đây. Cái thứ điện là thứ không thấy, còn cái thứ vật chất, cái thứ linh kiện này là thứ có thấy, có cầm nắm được. Nhưng mà khi mà nó tách đâu thì phải từ cái thứ không thấy gì hết, chỉ nó có công dụng thôi, nó tác động vô những cái cầm nắm rờ mó được thì nó mới sinh ra công dụng của cái micro. Bây giờ biểu tách cái điện nó, cái không thấy nó bỏ điện ra, còn cái mà mình thấy đây là cái này để điện ra. Thì giống như con người mà hồn và xác mà tách ra thôi thì là còn được cái gì nữa chứ. Vậy mà người ta dạy tu kiểu đó, nhưng mà cũng tại vì ham đạo giải thoát, thành ra là ngồi tưởng tượng là thấy thôi. Bất cứ ta tưởng tượng cái gì ta đều có thể thấy được hết. Tưởng tượng ông gì có ông ấy, nhưng mà nó khổ nổi con cái là người ta không có nghĩ, người ta không có cái tư duy sâu sắc. Cho nên đặt cái vấn đề là về xuất hồn ra để gặp đại trí văn thù, thì hỏi cái người xuất hồn cho anh trí văn thù có hình dáng ông sao, mặt mày ông sao, thì người ta nói đại trí văn thù nó giống như mấy cái tượng mà tạc ở trên bàn Phật đó. Đã để là ông mặc cái áo gì, cái ngực cái trống lỏng vậy, rồi cái tay rộng gì đó. Đại để lại cái người mà gặp đại trí văn thù là phải giống cái tượng của cái chùa nào đó. Thế thì làm sao là gặp đại trí văn thù như vậy được? Cái đại trí văn thù là tùy với cái ông thợ, nó nắng, nó đúc, nó chạm. Mà miễn cái người xuất hồn gặp đại trí văn thù là hỏi ra sao nó giống như cái tượng trên chùa này chùa kia chùa nào. Rồi nói trời ơi, bữa đó tôi đi tôi gặp Quan Âm gì, nghĩa là nói chuyện với tôi, dạy dỗ tôi, làm tôi nhẹ nhàng hết sức. Hỏi Quan Âm sao? Thì Quan Âm đội cái mũ Quan Âm, rồi mặc cái áo dài tha thước, áo dài trắng ha. Rồi tùy theo cái Quan Âm mà mình thấy của cái tượng nào đó mà mình gặp được cái hình ảnh đó trong cái tưởng tượng của mình lúc ngồi thiền, mình gọi là mình thấy Quan Âm. Làm sao mà đúng như vậy được? Hoàn toàn là sai rồi. Có người nào mà nói tu gặp Quan Âm dạy dỗ tôi này kia nọ, hỏi mặt sao nó mặt có dằn có dện, cái lưỡi dài vậy. Chưa bao giờ có một người nói như vậy. Họ gặp Quan Âm là toàn là cái người phụ nữ đẹp đẽ, nhu mì, hiền lành, như người mẹ hiền vậy. Giờ đi qua sen rồi nhẹ nhàng, nghĩa là lướt qua vậy. Chứ còn thật sự là cái ông Tiêu Diện mà mặt có dằn có dện, mà cái lưỡi dài cả 6-7 tấc đó cũng là Quan Âm đó. Nhưng mà đời nào có cái người nào mà gặp Quan Âm mà nói tôi gặp Quan Âm, trụ cái lưỡi dài lúa không à, cái miệng lửa không à, ngày dạy tôi như thế này thế kia thế nọ, không có. Thế thì điều đó chứng tỏ rằng các vị gặp Quan Âm bằng cái hình nhu mì nhú mỹ đó là sai rồi, là do các vị tưởng tượng mà ra. Cho nên cái tu thiền như vậy là không có được đó. Quan Âm hiện ra 32 ứng thân, nếu cần cái thân như thế nào thì Quan Âm đều hiện cái thân như vậy mà thuyết pháp, mà giáo hóa, mà độ người ta. Nhưng mà phần nhiều người ta không có chịu cái mặt của ông Tiêu, Cái mặt coi dữ dằn vậy thì tu hành mà thành mặt dữ dằn vậy người ta không có chịu. Ta muốn cái mặt đẹp đẽ như là các bà phụ nữ mà là yếu điệu nhu mì, thành ra là gọi là thấy qua âm là thấy hình của cái người nữ. Thế chứng tỏ là sai rồi đó chứ. Cho nên cái thiền mà tưởng tượng là phải dứt khoát không được tưởng tượng. Mà cái thiền quán đó mà, tôi thì nghe nhiều kinh, nhiều thầy bạn bè trong nước cũng như ngoài nước, và nghe bản thân mình nghiên cứu. Tất nhiên là nó có nhiều thứ, thứ nào cũng có lợi ích thiền định đó. Nhưng mà cái người nào mà có cái chủng tử đại thừa mà tư duy được về cái thiền định, mà lấy cái đề tài mà như quyến tâm ma đề, phải tư duy về cái thực tướng của dạng pháp, thấy cho được cái bản chất của dạng pháp là vô tướng, rồi tu cái đề tài như quyển tâm ma đề, rồi đi đâu nằm đâu ở đâu làm cái gì đều thấy rằng không có gì là quan trọng. Tôi cho cái đó là duy nhất của cuộc đời tôi. Lẽ tất nhiên là các cái khác đều có lễ hết, nhưng mà vì cái tâm đắc của tôi là thiền đó, tư duy cái đó. Bởi vì chữ thiền có nghĩa là tư duy tu. Tôi nói ví dụ như đây này, như Nguyễn Tâm Ma Đề đây này, nhìn cái hoa này mà phải thấy cái hoa này là từ cái chất liệu không có hoa, vậy mà nó tác động qua lại rồi nó duyên khởi, nó hình thành ra hoa. Cho nên trong khi mà thiền cái như Nguyễn Tâm Ma Đề đó, người ta thấy ngay trong cái hoa này là có mặt trời nè, có đám mây đen nè, rồi có nước mưa nè, rồi có đất nè, rồi có rác nè, rồi có phân nè, có bồ kali nè, có bồ tát nè, có oxygen nè, là carbonic vân vân, các thứ khí hội tụ trong cái hoa này từ cái chất liệu các tất cả các cái nãy giờ nói là những cái không có trong hoa, mà chính từ những cái không có đó nhân duyên hòa hợp tác động hoa mà nó hình thành ra cái hoa. Thế từ từ cái chất liệu không có rồi là cái có, và cũng nghe nơi cái có này người ta nhìn thấy được từ cái có mà người ta gọi là đẹp. Ta nhìn thấy ta biết rằng từ cái có sẽ đi tới cái chỗ không có. Tại vì cái hoa này nè, nó sẽ thành rác rến, nó sẽ thành ra những chất úa, nó chảy ra nước hôi dơ, nó có thể thành ra rác, thành ra phân xanh, và cuối cùng nó hòa tan ở trong các cái chất liệu của trời, của mặt trăng, của nước, của phân, của đất hồi nãy đó. Nó trả đâu về đó để rồi nó duyên khởi hình thành ra cái khác. Do vậy cho nên nhìn được cái tư duy mà bằng cái cách mà như quyển Tam Ma Đề đó, nghĩa là cái nhìn thấy cái thực tướng là tướng vô của dạng pháp, rồi thấy cái tính chất duyên khởi như quyển của nó, tha hồ mà chơi, mà vui, mà sống, mà làm việc, mà ở đời không có cái gì ràng buộc. Cái đó ta gọi là du hí thần thông tự tại, ta gọi là lục thông. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình mà mình được là vô ngại như vậy, tự tại như vậy, không bị cái gì ràng buộc hết, đó là mình được lục thông. Chỗ đó là cái chỗ sung sướng lắm. Thấy được cái tính chất như quyển của dạng pháp rồi thì mình đâu có lưu luyến gì đâu. Thế thì là mắt cũng vô ngại, tai mũi lưỡi thân ý đều vô ngại. Mà đã vô ngại tất nhiên là tự tại. Thấy sắc bị sắc ràng buộc là không tự tại. Nghe âm thanh mà bị âm thanh nó lôi cuốn, nó dìu dặt, nó làm cho mình là đau thương nhẫn chìm trong cái âm thanh đó là không tự tại. Hương vị xúc pháp cũng vậy, bị nó nhẫn chìm là không tự tại. Thấy được tính chất như quyển nó rồi thì nó không bị nó nhẫn chìm, không bị nó lôi cuốn, không bị nó mê hoặc. Thế là tự tại vô ngại, gọi là thần thông. Chứ không phải bay cao nhảy xa, ngồi dưới nước, là đi trên mặt nước này kia, cái đó không phải. Đạo Phật không dạy cái đó. Tôi nói rất rõ ràng, Đạo Phật không dạy cái đó. Bằng cớ hiện giờ nên là bên Nga nên là có một phái đoàn 5-6 người ngồi trển, mà đáng lẽ rồi phải về, nhưng mà giờ kinh tế tài chính dưới này bị kẹt, thôi thì chưa làm được quả tiễn khác. Và cái người mà đem lên thai cũng nó chưa được ổn lắm thôi, các anh chịu khó ở trên 4 tháng nữa đi. Nhưng mà ở trên là cả 8 tháng rồi, ngồi trên hư không, trên mây, cái mây mà mình thấy này không nhầm gì, mấy trăm cây số bề cao mà, nói về cách cái quả đất mấy trăm cây số mà bay vòng vòng, ăn ở tỉnh chơi như vậy mà tôi hỏi chứ, thử hỏi chứ có được gì. Trời ơi, nó vẫn nhớ vợ ơi là nhớ, rồi nó thèm các cái thứ rượu, cái thứ bia hay là khô mực nướng nhậu hay cái gì lộn gì đại để vậy đấy nghe, tùy theo cái khẩu vị của cái món ăn quốc hầu quốc tí của cái nước đó, nó thèm ơi là thèm. Mà ăn những cái đồ mà tinh chế này đó, ăn ít thịt là nó có nhiều mà nó đủ chất bổ, đủ sống. Nhưng mà sống khác, còn cái mà nó thích, cái khẩu vị nó khác nữa, cho nên nó thèm ăn, rồi nó nhớ vợ nhớ con, rồi nó nhớ cỏ cây hoa lá ở dưới này. Thành ra ở trên nó không gian như vậy cả năm nó rảnh vậy đó. Hỏi cho anh được gì không? Không có thứ thông nào hết trơn, không có cái thứ tự tại nào hết. Hồn còn nhớ vợ là sắc hả? Rồi nhớ là anh ơi anh đi ráng bảo vệ sức khỏe rồi về nghe anh, em chờ ở nhà. Thế là còn nhớ cái âm thanh văng vẳng như vậy, là tay vẫn không được tự tại, bị nó đau thương, nó dặn cái câu tỉ tê đó. Cho nên ở trên trời vậy đó mà có được thông nào đâu, lỗ tai không có tự tại, không có vô ngại thì làm sao mà thiên nghĩ thông được. Mặc dù là nghe điện thoại như này là đánh lên trên đánh xuống, đó là tin tức đàng hoàng vậy đó, mà không phải là thiên nhĩ thông. Còn thấy mênh mông bay qua vòng, qua địa cầu này bay có 16 giây mà cũng không gọi là thiên, là thiên nhãn thông gì cả. Thấy rộng xa kia mà không có thông gì hết trơn, thấy nội trong cái phi thuyền đó, rồi nghiên cứu gì sau này, nghiên cứu khí kia nọ, hỏi để làm gì, để nữa sau này gì mình chế cái thứ này cái thứ kia cái thứ nọ, trong đó có thứ nguyên tử, có thứ bom khinh khí vân vân. Thế thì nó ngại rất là dữ, ở trên cao vậy đó mà nó ngại còn dữ nữa, lục căn nó ngại còn dữ nữa. Do vậy cho nên cái việc thần thông của đạo Phật không phải là cái thứ để bay cao, để nhảy xa, để lặn dưới nước. Lặn dưới nước bây giờ tàu lặn ở với cả năm này qua năm kia ở dưới, mà vẫn là nhớ đủ thứ, thương đủ thứ, sầu não đủ thứ, trong nổi lên được cái là mừng muốn chết. Thế thì lục căn đều bị mất tự do hết, thì đâu có cái gọi là tự tại. Cho nên là bây giờ tôi học Phật cho tới bây giờ thì tôi không có nói cái kiểu hồi nhỏ trên ngôn ngữ nữa, đi sâu vào những cái đó. Còn nhỏ đọc kinh Du Lan ấy, lúc bây giờ nghĩa là cỡ từ khi ngày Đại Mục Kiền Liên vừa được lục thông, quan sát thấy mẹ như thế này thế kia đó, rồi nó tưởng tượng nó trời ơi biết chừng nào mà mình được lục thông. Mà không được lục thông là có, nhưng mình tu không có gì hết. Sự thật mọi người đều có thể bồi dưỡng và phát huy để cho mình có được lục thông. Lẽ tất nhiên là nó tùy theo giai đoạn, tùy theo từng lúc à. Có người được thiên nhãn thông trước, có người được thiên nhĩ thông trước, có người được tha tâm thông, vân vân. Thành ra bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm trời nó trằn trọc giải nghĩa chữ thần thông không được, mà sách vở nào cũng nói qua vậy, là mình tưởng đâu là bay cao là nhảy, là có những cái giống như ảo thuật ly kỳ vậy đó. Kỳ thật không phải, chữ lục thông ta định nghĩa là bất tư nghị danh thần, đơn giản. Chữ thần là bất tư nghị, những cái mà người ta không làm được mà anh làm được, những cái mà người ta không biết được mà anh biết được, những cái mà người ta không khái niệm nhận thức được mà anh khái niệm nhận thức được một cách hoàn chỉnh, phát xuất từ nơi cái sự nhận thức, sự tâm đắc của anh, cái gọi là bất tư nghị. Còn vô ngại tự tại, lục căn của mọi người không có người nào bình thường mà được tự tại, không có. Không có người nào mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mà được vô ngại. Ngại hết ráo. Thấy sắc thua sắc, nghe âm thanh thua âm thanh, ngửi hương thua hương, ăn vị thua vị. Nghĩa là bị nó sai sử, bị nó nhận chìm, bị nó lôi cuốn hết. Xúc thua xúc, nghĩ ngợi đều là không có làm chủ được ý thức của mình. Thế là mình không có thông nào hết. Lục căn mình đều bị ngại hết. Còn vô ngại tự tại là người được thần thông. Thành ra là cái vấn đề là chư thiên mà trải tòa phải lấy hoa cũ đem đi, gió thổi hoa cũ đem đi, rồi cuốn gió mới đem qua mới thay lót lại, cứ hoạt động như thế Đại Thông Trí Thắng mới thành Phật. Nghĩa là định phải phát huy cho được trí tuệ. Định tuệ cùng có trong một lúc, đó mới là cái định, đó mới là cái định của Phật Pháp. Này các tỳ kheo, Đại Thông Trí Thắng Phật trải qua quá trình bất động 10 tiểu kiếp, Pháp Phật mới hiện ra. Lúc Phật chưa xuất gia có 16 người con trai, người con cả tên là Trí. Các người con đều có các thứ đồ chơi tốt đẹp và bao la, nghe cha chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đều bỏ đồ chơi báo của mình đến chỗ Phật. Các bà mẹ khóc lóc theo đưa. Trong kinh thường nói các đức Phật mà thành Phật là phần nhiều ở trong cái giai cấp quý tộc, là vua hoặc là thái tử. Cái đó nó có một cái ý rất là sâu. Thật sự không phải là cần phải vua mới thành Phật được, không phải cần thái tử mới thành Phật được. Nhưng mà mọi người nào muốn thành Phật được thì cũng phải làm theo cái kiểu hành động của một vị thái tử xuất gia, của một nhà vua xuất gia, thì các vị mới thành Phật được. Vua hay thái tử? Thái tử tức là dự kiến, tức là vua tương lai. Vậy thì vua hiện tại hay là vua tương lai cũng là vua. Mà nhà vua mà theo cái thời kỳ chế độ mà phong kiến của ngày xưa thì vua là quyền hành trùm khắp, tối thượng, tối tôn. Và quyền hành tức là bản ngã đấy. Bản ngã trùm khắp, quy quyền trùm khắp, tối thượng, tối tôn, sanh sắc trong tay. Do vậy cho nên là cả cái đất nước, cả cái giang san coi như của nhà vua hết, đó là ngã sở hữu. Mà cả giang san, cả đất nước mà của mình hết, và quy quyền tối thượng tối tôn, tức là ngã và ngã sở hữu của mình là trùm khắp thiên hạ. Nhưng mà bây giờ để muốn thành Phật á, là phải bỏ hết cái đó. Đó, lấy cái ý đó mà cho nên là nói phần nhiều là vua và hoàng tử không. Bỏ cái đó có nghĩa là một hành động, một cái cuộc bố thí vô tiền khoáng hậu mà người thường không làm được. Huống chi chúng ta có những cái đồ lặt vặt nho nhỏ mà còn bỏ không nổi, mà đòi thành Phật là thành làm sao? Trời Phật ơi! Cho nên tôi nói rồi, nghĩa là tôi nghiên cứu rồi, tôi cười quá. Cho nên đó, tôi thành thật mà tôi nói các vị, đừng có nói tôi nghĩ cái gì, tôi nói thật thôi trong lòng mình. Từ bình sinh tôi học đạo cho tới ngày nay, những cái người Phật tử mà bực nghèo, đừng nghèo quá mà mình ta cúng mình, mà mình cúng nhiều nuốt hết nhiều là có lẽ là lương vô lương. Mình vũ kỵ người ta cho ngọt bùi lỗ tai, bào chuốt đạo lý này để cho ta cúng mình ăn, mình ta phải nhấn cơm xẻ áo quá cực khổ, là cái đó bất lương. Tôi cũng không dám ăn cái đó. Tôi chỉ nhận cái người Phật tử mà bậc trung bình mà làm ăn có tính chất lương thiện mà không ham giàu, mà không nghèo lắm, cái đó cúng dường tôi chịu lắm. Chứ còn những cái người mà thiệt giàu mà đang lên ào ào về chức tước, về địa vị, về danh lợi, về tài sản, mà công ty này công ty nọ hột mình lên ào ào đó, tôi nói xin lỗi, chứ tại sao tôi không hề gặp được những người như vậy? Là tại vì thiệt sự những người như vậy mà có ủng hộ, có giúp đỡ, tôi lo lắm, tôi không có dám. Tôi ăn của các vị là coi như ăn suông thôi, tôi không đền ơn các vị bằng cái gì được hết trơn á. Các vị cúng cho tôi nghĩa là từ trăm triệu này tới tỷ nọ, tôi không đền ơn được các vị, là vì các vị mê man ở trong cái công danh, cái quyền lợi, cái địa vị mà mỗi ngày nó mỗi lên vậy nè. Thì các vị có lúc nào đâu mà các vị tư duy cái gì, quán chiếu cái gì ở trong đạo Phật mà để các vị thừa hưởng cái hương vị của đạo Phật đâu. Mà nếu mà các vị không hưởng được cái gì của đạo Phật thì là tôi ăn của các vị coi như là mượn nợ mà ăn, tôi không đền đáp trả lại được cái gì hết. Cho nên tôi không bằng lòng và tôi rất sợ. Còn những cái người mà bậc bình thường đó, người ta làm ăn, người ta biết đủ, rồi người ta nhớ tới cái chuyện là làm ăn như thế nào mà để lại cái phước đức, cái trí tuệ đời này cho đời sau, xây dựng gia đình xã hội. Còn cái người mà đang lên mà làm giàu mà nó mãi mê trong cái giàu đó là vô phương gì được đâu, không có nghe. Chừng nào thất bại rồi đó mới bắt đầu đi cầu an. Nhà nước mà sắp tịch biên gia sản rồi đó, hoặc là bị vô tù tội rồi đó, thì ở nhà đó mới có người đi cầu an, mới ghi tên, mới vô chùa cúng. Mà cúng cái đó thì đối với giáo lý đạo Phật á, tôi nuốt sao cho vô, nuốt không vô cái đó rồi. Bởi vì tôi biết rằng tôi làm sao tôi cầu được, cái đạo Phật không có dạy cái kiểu đó được, cho nên ăn tiền đó lại cũng không ăn được. Đó là tâm trạng thật sự. Do vậy mà cả cuộc đời mấy mươi năm rồi, bạn bè tôi nghĩa là đệ tử ông này bà kia giàu có dữ lắm, mà còn tôi thì không có. Rất bình thường. Những người Phật tử bình thường mà chịu học Phật, chịu nghe kinh, chịu tu tâm sửa tánh, thì 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng tôi rất là quý, là vì tôi có cơ hội tôi đền đáp. Còn bằng đưa tôi bạc tỷ mà nghĩa là mua đức, mua khoan đức cái công đức của tôi. Công đức ở đâu mà tôi bán được? Công đức không bao giờ bán được, phước đức trí tuệ không bao giờ bán được. Thế thì là bỏ tiền mua không à. Mà thân khẩu ý của mình không có để tâm mà tu tập tư duy, bồi dưỡng, cải tạo những cái sai cái trái trong đời sống, làm sao mà cứu được. Do vậy cho nên là thật sự tôi không dám nhận. Mà cái chuyện này bây giờ đây là tôi mới có thể nói thật với các vị. Cách đây 7-8 năm, một cậu đệ tử nó làm giàu có, nó làm giám đốc của cái thương gì đó, tín dụng. Xưa chưa có ngân hàng nhiều mà tín dụng mà ăn tiền vô ào ào thì có gì tiền quy động thì tiền của người ta. Vấn đề giỏi là trường đồ, tri mã lực và sự cửu với kiến nhân tâm. Ngựa mà đánh giá ngựa hay phải dựa trên nó chạy đường dài. Việc làm ăn hay dở mà giàu không nghèo là phải kết cuộc rồi, cái việc đó nó thành tựu rồi cơ mới biết được. Chứ giờ đang làm ào vậy, đem lại cúng dường tôi 5 triệu 10 triệu nó khoan, làm ơn cất cái này đi con, chờ 10 năm sau cái nghề mà ăn này mà nếu khóa sổ rồi mà con thật giàu thì nó đem cho thầy 100 triệu thầy cũng lấy nữa. Thế thì tiền mặt này không lấy đâu. Nó nói con giờ mà ăn theo kiểu của người ta đó, con cúng dường thầy cái sổ 15 triệu, giờ thì tới tháng là thầy cứ lại kế toán nó trả tiền lãi vậy thôi. Đâu hỏi sao kỳ vậy, còn giống đâu. Nói vốn thì cứ lầy gì cứ vậy mà lấy, khỏi cần nói vốn. Kể những số 15 triệu mà không có bỏ vốn, tôi nói mô Phật thôi đi con, để cho để cho thầy hai cái chữ bình an. Trời Phật ơi, thật sự vậy. Không có bao lâu cái việc làm ăn nó bể bạc. Bể bạc. Rồi tai họa cho tới coi như, nói đây không phải mình nói mình cười, mà nói là một sự thật, là phải nói rằng cái trí tuệ của tôi phải nói rằng bất bình thường à. Bây giờ tôi mới nghe cái tin nó đã chết rồi. Nó đau khổ vậy đó. Nói không phải để cười, không phải đi, mà tôi nói để cho đại chúng thấy rằng là do cái học Phật của tôi nhìn thấu cả căn nguyên, cả nguồn gốc, sống chết tai họa nên hư đắc thất, cả ngay cái lúc còn là cái nhân cơ. Cho nên đó là một sự thật mà người thường đó, đó thần thông là vậy đó. Con mắt của tôi có được nhãn thông, không dám nhận cái đó là tôi giờ còn ở đâu trên Long Khánh, Long Khánh hay là cái chỗ mấy chỗ gì đó xa hơn Long Khánh nữa, vô mấy cái rừng mỗi ngày đi đốn tre đốn trúc trồng rẫy rồi đó, đó thấy được cái đó. Tiền bạc vậy đó lấy xài vậy mà không ham, đó là nhãn thiên nhãn thông đó. Nghe những cái ngọt bùi, những cái danh vọng quyền lợi lộc vậy mà không lay động tâm hồn là thiên nhĩ thông đó. Và biết được cái việc làm đó mong manh tạm bợ, không có gì tin chắc được. Không phải là tha tâm thông, không phải là thần túc thông, đó là gì. Cho nên người ta tu hành, người ta có thể thấy được những cái đó. Đấy. Đó là sự thật mà. Còn tiền của tôi là mấy trăm triệu, mà trong lúc mà nghe là tôi gửi chỉ có 5-6 phân lời, mà giờ đây là Nguyễn Văn 12 là 15 phân lời mà tôi không lấy đi, là cái gì thông mà các vị biết rồi à? Thấy không? Không lấy đi, coi như ăn không được phân lửa bằng cái lời phân lửa của người kia, mà ở đây cứ gửi ngân hàng nhà nước không lấy đi, không hề. Cho nên là tiền nhiều vậy mà không hề được cái đồng hồ nào, không được cái hộp sữa nào hết. Bởi vì gửi mấy cái chỗ mà tiền lãi nhiều vậy, người ta cho đồng hồ, người ta cho sữa, người ta cho quạt máy này kia, không hề được cái đồng hồ, quạt máy, hộp sữa nào hết, bột ngọt gì cũng có. Nhờ vậy mà nó còn tới ngày nay để mình bằng trường học mới được đó, chứ không mà mình đưa vô chỗ là nhiều là tiêu rồi. Cái đó nó cũng là nó do cái chỗ tu hành thành thật của mình rồi, cái lục căn của mình nó biến thành ra 6 thứ thần thông. Nhưng mà cái thần thông này nó có mức độ, chứ còn nó chưa có tuyệt vời đâu. Tuyệt vời thì nó còn ngon hơn nữa nhiều. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là tôi nói tất cả chúng ta đều có thể bồi dưỡng để cho mình từng căn một, và có thể mình chứng từng thứ thông một trong cuộc sống. Nghĩa là vô ngại tự tại gọi là thông, bất tư nghì gọi là thần. Vậy thì thần thông có nghĩa là anh có cái tự tại, có cái sức vô ngại đối với lục căn trong cuộc sống của anh một cách bất tư nghì mà người thường không lường được, không làm được. Chứ không phải bay cao lên ở trên trời, trên vượt ngoài quỹ đạo mấy trăm cây số, không phải vậy. Thành ra là nhà vua mới định xuất gia là ý vậy đó. Nhà vua mà đi xuất gia có nghĩa là bỏ một cái bản ngã vô cùng độc tôn của cả một dân tộc, cả một nước, bỏ cái ngã sở hữu cả một cái giang sơn cẩm thú mà bỏ. Thế thì là nhà vua mà xuất gia có nghĩa là trước nhất là làm một cái hành động, một cuộc bố thí vô tiền khoáng hậu mà người thường làm không được. Thế thì nội cái hành động đó đã thấy là lục thông nó đã hiển lộ ra rồi. Vô ngại tự tại về sắc, bỏ hết âm thanh. Vô ngại tự tại về thanh, bỏ hết các thức ngon vật lạ, sơn hào hải vị của vua. Là vô ngại tự tại về vị, về hương, về xúc, về chẳng nệm ấm chăn ôm cung vàng điện ngọc, bỏ hết. Thế thì ngay cái hành động xuất gia đã là lục thông có rồi, cần mà phải nói tới lúc nào nữa chứ. Lục căn nó đi tới cái chỗ tự tại vô ngại một cách bất tư nghị. Rồi đọc cái đó mới hay chứ. Cho nên là nói vua là nói cái ý đó, chứ không nhất thiết phải là vua mới đi tu mới thành Phật. Mà chúng ta mà dám làm một cái cuộc bố thí vô tiền khoáng hậu như vậy, bố thí một cách ba la mật như vậy, chúng ta cũng vẫn được lục thông ngay cái lúc mà ta bắt đầu đi xuất gia tầm đạo đó. Cho nên bây giờ thật sự mà nói tu có giải thoát hay không giải thoát, giải thoát nhiều và giải thoát ít là chính bản thân chúng ta thôi. Cho nên Tổ Quy Sơn mới nói rằng là kim sanh tiện tu quyết đoán mà tưởng liệu bất do biệt dân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình muốn có lục thông hay không là tùy theo cái sự tu tập, cái sự tỉnh thức và chánh niệm tư duy của mình, mà cái thần thông đó nó phát triển từng mức độ theo cái khả năng, cái nghị lực của mình phát tâm. Cho nên tôi thấy rõ, cho tới bây giờ thì thấy rõ cái nguyên do nào mà Phật có vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Chỉ có cái việc là mình phải bồi dưỡng, mình phải đấu tranh hàng ngày. Đây nè, ở trong kinh mà nói rằng là Đại Thông Trí Thắng mà ngồi thiền định 8 vạn cái kiếp này qua tới là hàng chục tiểu kiếp kia, để mà chỉ công có công dụng là hàng phục ba quân á. À, nếu mà tu định không mà trí tuệ chưa sanh là chỉ có công dụng hàng ba quân, mà Phật pháp không hiện ra. Mà ma quân là gì? Ma đây đâu có phải là ma là quỷ ở đâu. Ở trong đạo Phật ta có là một là phiền não ma, là cái loại ma mà phổ biến trong cái cõi đời này, ai cũng có bị nó hết. Cho nên chúng ta không khéo là ngày nào chúng ta cũng có bị ma nhát hết á. Ma nhát, ma hại, ma quậy bản thân, ma quậy cả gia đình. Đó, cái thứ ma ghê gớm đó mới thứ ma đáng sợ, chứ còn cái thứ quỷ lang bang ngoài đường cái chuyện nó mặc xác đấy, anh thua gì ta. Trời người Atula địa ngục quỷ rút sanh nó là một đường trong 6 đường, mà cái đường của ta là phước đức không, trí tuệ không, thì chúng ta không có chuyện gì mà phải sợ cái loại quỷ. Mà sợ nhất là ma, nó quậy trong nhà. Ma tham dục, ma sân nhớ, ma thủy miên, ma phẫn hận, phú não, tật sang, ma mừng giận, thương sợ, yêu ghét muốn, ma phải quấy hận, thua tốt xấu, lấy bỏ tất cả những cái tâm sở thuộc về bất thiện. Nó khuấy phá ta ghê gớm, nó quay cuộc đời ta ghê gớm, thậm chí nó làm cho ta tự chết thành ma thiệt cũng là nó. Từ ma giả nó biến ta thành ma thiệt, là tại vì ta không chế người được, ta không hàng phục được ma quân là nó quậy ta đó. Cho nên cả ngày nếu không khéo là ta bị ma quậy, ma phá, sống với ma. Mà kỳ thật hỏi nó ở đâu? Nó ở trong ta. Bởi vì tâm của ta đủ 10 cảnh giới: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, trời, người, Atula, quỷ, ma, địa ngục. Cho nên là nếu mà muốn thỉnh Phật về là phải đuổi ma đi chỗ khác hết. Đuổi ma đi chỗ khác hết thì Phật mới về. Mà ngược lại lúc nào Phật về rồi thì tự nhiên ma phải đi mất hết. Nghĩa là cái tâm mà đại từ, đại bi, đại hỷ của ta mà về với ta rồi thì phiền não, tham, sân, si, mạng, nghi, phẫn hận, phú não, tật sang không bao giờ có không? À, vậy là có Phật thì tất nhiên là ma tiêu hết. Do vậy cho nên an vị Phật là an vị cái Phật đó. An vị cái Phật đó là ma nó mới đi. Chứ còn an vị cái Phật mà mua ở ngoài mấy cái nhà phát hành đó, dầu mắc tiền mấy thì nữa em đem về đó không có con ma nào ngán hết. Mày phải an vị cái ông Phật chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, luôn luôn phải tỉnh thức, phải nhớ nghĩ về thân và khẩu và ý, mình đang nghĩ gì, đang nói gì, đang làm gì, an vị cái ông Phật đó là ma tiêu hết, ma tự nó dạt xa hết. Còn an vị Phật bằng tượng, bằng cốt, bằng thêu, bằng vẽ, bằng sa cừ rồi gì không ăn nhầm gì hết, nói không ăn nhầm gì hết thì nó cũng hơi quá cực đoan, nhưng mà nó là cái biểu trưng cho những người nào mà có để tâm vấn đề học đạo, vấn đề tu hành mà mình không tỉnh thức được, thì đang lúc mà ma nó hoành hành, cái tình cờ mình nhìn thấy ông Phật, cái mình nhớ lại ông Phật của mình đây nè, nhớ lại ông Phật đại từ đại bi đại hỷ đại mình đây nè, thì là chính nhờ ông Phật đó mà mình tức nhớ lại, thì ông Phật của mình nó trở về ngự trong tâm mình, thì ma tự nhiên là phải chạy hết đó. Cho nên nói rằng là không ăn nhầm thì nói cũng là cái kiểu dao to búa lớn, nói cái kiểu đó cũng gọi là cái kiểu đối trị tất đàn á, nói như là khinh khi, như là miệt thị, để đặng cho người ta thấy là nó cái giá trị nó ít mà, nhưng mà nói vậy là thành cực đoan, không đúng đâu. Nhưng mà nếu không phải là như vậy, không phải là cái khi mà ma nó hoành hành mình nhìn ông Phật đó mà ông Phật của mình không ngự được trong lòng mình, thì ma không có, nó không có chạy, nó không có trốn thật sự, mình không có lẽ thật sự. Cho nên để ý cái câu đó, ngồi thiền chỉ chế phục được ma quân mà Phật pháp không hiện ra. Còn thứ ma nữa chưa gì dọn đồ ma vậy? Bộ ma rượt rồi sao đó? Ma giải đãi ma giải đãi nó biểu đi, ông này ông nói vậy là động tới ta, các ngươi đừng có nghe ông nữa, đi. Bây giờ nó còn cái ma nữa nè, cái ma mà tôi vừa nói đó là ma cái bằng phiền não ma. Còn thiên ma là những cái loại ma mà nó có cái nó cái công dụng của nó biểu lộ ra là cái sự cám dỗ, cái sự mê hoặc, cái sự nhẫn chìm của con người, bằng là nó dẫn dụ cho ta đi những cái chỗ mà ăn chơi trác phung phí, vui đùa bằng cái kiểu của vật chất mà quên đi cái tai họa của vật chất, và cũng không nhớ gì cái lợi lạc của cái thiện tâm của mình, đi mất cái Phật tánh của mình, quên mất cái tri kiến Phật của mình, quên mất cái tự tánh là niết bàn thanh tịnh của mình, mà mình vùi đầu vào những cái chỗ sắc thanh hương vị của những cái chỗ ăn chơi bê bối, hoặc là những chỗ công danh tài lợi nó lôi kéo mình mạnh quá, mình đam mê nó. Thế thì là cái loại đó ngồi thiền nó cũng trấn áp được cái loại thiên ma đó. Thiên ma là cái loại đó, cái loại nó cám dỗ về danh, về tài, về sắc, về ăn uống, vừa trụy lạc chơi bời chứ người được. Cho nên ngồi thiền mấy vạn kiếp, 84.000 kiếp, ngồi thêm cả chục cái kiếp, nó chế ngự được ma quân, là thiên ma cũng được chế ngự. Rồi còn một thứ nữa, thứ ma nữa là gọi là tử ma. Tử ma là có khi cái người thường này nè hay sợ sanh, sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Mà cái người mà nghĩa là tư duy ở trong thiền định này thì dầu sao ít nhiều ta cũng thấy được cái một phần nào của cái chân lý. Do vậy cho nên là quyết chí đi trên cái con đường mà tu hành này thì cái người này đối với cái chân lý là có nhận thức được cái phần nào, chẳng qua là cái nhận thức đó nó chưa rốt ráo, nó chưa triệt để, cho nên là nó chỉ có công dụng chế ngự được những cái vọng tưởng sai lầm đó thôi, không còn sợ những cái thứ tử ma như là vô thường ma, vô thường sát quỷ của ma không còn sợ nữa, Thế thì công dụng của nó là chế ngự được ma quân, là cái nghĩa như vậy. Mà Phật Pháp không hiện ra là trí tuệ chưa hiện ra là chưa thành Phật. Hết giờ rồi, tôi tạm ngừng ở đây.